hoa bất tử này từ năm ngoái đó các bạn. Mùa hè nó nở tè le, mùa thu cái mình đem ra ngoài trời lạnh đó các bạn, nó cúp lại vậy nè, đẹp dễ sợ luôn á. Hoa này là 2 năm rồi ha các bạn ha. Năm ngoái, năm nay là 2 năm đúng không các bạn? Năm ngoái mình thu hoạch nó, mình để nó trong nhà. Rồi xong cái mùa hè nóng á các bạn, nó nở bung hết luôn á. Cái mùa thu lạnh mình đem ra ngoài trời nè, nó cúp lại nè các bạn, ngộ ha. Đúng là cái hoa bất tử thiệt, nó không rớt cánh luôn á các bạn. Tại vì nó nở, nóng quá nó tè le ra nở cánh, còn mình đem ra lạnh á, cho nên nó cúp lại. Các bạn thấy đẹp không? Đã ha các bạn ha. Mình ở xứ lạnh á, mình có cái hiểu biết về xứ lạnh như vậy á, mình muốn chia sẻ cho các bạn biết, để bạn nào ở xứ lạnh á cũng trồng hoa bất tử chơi đi ha. Mình có bán giống á. Còn đây là cây win nè các bạn, cây win xì đào á các bạn. Thì mình thấy rằng là nó nở bông lai gai. Bây giờ đang nở nè, dễ thương quá à. Đẹp ghê các bạn. Tháng 8 mình thấy cũng thấy nó nở, giờ tháng 9, tháng 10 nó cũng nở. Ngộ ha các bạn ha. Đó thì mình tính mình thì có sao mình chia sẻ vậy à. Mình thấy sao mình nói vậy, nhà mình thì những bông nó vẫn còn lai gai cho mình chơi. Nói chung nhà mình lúc nào cũng có bông hết á. Còn các bạn biết không, đây là cây bồ kết á, mình trồng năm nay năm thứ 3 rồi đó. Ghê chưa, thứ 3 rồi coi như đây thôi. Tại vì mình không có chăm sóc nó, mình sợ nó lớn quá, không có chỗ rồi đem vô nhà các bạn, cho nên mình để nó ngoài này vậy đó. Các bạn ơi, mình coi thấy người ta chia sẻ là cái con lay thiệp bớt á các bạn, nó đi ăn cái con riệp xanh. Thì hôm nay á, trên cái cây win của mình á, rất là nhiều riệp luôn các bạn ơi. Không biết thì sao nó quá chừng luôn nè. Rồi cái mình phát hiện có một con lady pet. Con này nè các bạn, ở Việt Nam mình gọi là con bọ rùa á các bạn. Đó, nãy giờ nó ở đây nè, cái mình không có thấy đường, mình phải vô mình lấy cái kiến để mình coi, rồi mình phải cái con đó không để mình chia sẻ cho các bạn luôn nè. Năm nay sao cái cây này nó nhiều dữ vậy ta? Mỗi năm á thì không có. Sao năm nay nó quá chừng luôn vậy nè, nó làm cái lá đào của mình bị quéo lại hết luôn các bạn ơi. Cái con riệp xanh này nè, nó là chuyên gia ở trên cây ớt luôn á các bạn. Và cây đào nữa thì cũng có video mình chia sẻ là mình để cái cây đào ở trong nhà 10 ngày chơi Tết á, 1 tháng 10 ngày, tức là mình đem trước vô nhà 1 tháng. Thì khi nó nở bông đẹp thiệt đẹp vậy đó, cái 10 ngày sau mình phát hiện ra nó có con này. Mình đem ra ngoài tiết là nó chết hết luôn các bạn, thì lạnh quá đó. Mà mình mua thuốc mình xịt thì cũng không có hết. Mình đã xử lý bằng thuốc đó rồi, nhưng mà mình thấy cái con này nó rớt xuống rồi nó mọc lên lại à. Tức là nó ngã xuống, nó không có chết các bạn. Rồi nó từ từ nó ngóc dậy. Cho nên là những cây ớt rồi của mình nó chết hết. Mình cho các bạn coi nè, mình làm như vậy nè. Đó, thì cái con lady pet này á các bạn, ở Mỹ á người ta bán khoảng chừng 10 con là khoảng $5 các bạn. Thậm chí có nơi còn mắc hơn nữa. Thì những người Mỹ họ tha cái con này về, họ mua về các bạn, rồi họ thả trong vườn họ đó để cho nó ăn những cái con này. Thì cái mẹo như vậy thì mình biết, thì mình chia sẻ cho các bạn vậy. Khi bắt các bạn gặp con bọ rùa này, các bạn đừng có giết nó nha, tội nghiệp nó. Không biết nó phá hại mùa màng các bạn như thế nào, nhưng mà nó có công dụng là nó ăn những cái con này. Mà nhiều quá à các bạn ha, chắc nó ăn không nổi đâu ha. Nhà mình thấy nhiều quá, mà có một con một à. Mà trời lạnh nữa, không biết nó sống nổi hay không nữa. Đó thì nhiều bạn sẽ không biết cái công dụng của cái con bọ rùa. Ở Việt Nam thì mình gọi là bọ rùa, ở Mỹ thì cái tên của nó là lady pet. Cái con màu chấm chấm này hình như là con cái thì phải. Để mình hỏi lại chị bạn của mình coi. Chị bạn mình rành lắm. Chị bạn mình nói rằng là cái con chấm này á, quên rồi. Chỉ nói một lần mình quên, nhưng mà miễn có nó là được rồi. Mình cũng không để ý lắm, chỉ nói phớt qua rồi mình quên.
Có con màu đỏ nữa các bạn, đẹp lắm. Con này con màu cam nè. Thì các bạn nhìn thấy rõ không? Đó, mình chỉ sợ mình tay mình quay rung rung rồi, các bạn thấy không rõ. Nó chiên đi ăn sâu con này nha các bạn. Đó, các bạn thấy thì các bạn đừng có giết nó, tội nghiệp. Ở Mỹ này bán mắc tiền lắm á. Các bạn thấy cưng không? Nó đi ăn, nó tha thẩn trong vườn mình á. Khi nào mà mình không có cái con riệp xanh này á, là không có con ladybird đâu các bạn. Con ladybird này nó hãy bay đi, nó đi kiếm ăn cái con này. Mà không có là nó không có ở vườn mình đâu. Nó ăn cái lá đào của mình quéo luôn các bạn thấy không? Cái nhựa của nó độc lắm á. Tức là không phải nó nhựa, cái con này nó độc lắm á. Nó ăn cái hút cái nhựa cây á các bạn. Nó ăn từ gốc lên ngọn luôn nè. Bên này nữa nè các bạn. Đó, nó ăn lên tới ngọn luôn nè, thấy không? Cái ngọn bên này thì còn đẹp nè. Cái ngọn này nó còn đẹp nè. Đó. Ngọn bên này nó xấu quắc rồi nè. Nó ăn ghê ha các bạn ha. Nó ăn quéo lá cây của mình luôn á. Thì bạn pháp trị nó là mình cắt, mình bỏ đi. Nhưng mà tại vì mình muốn quay phim cho các bạn coi đó, cho mình không có bỏ. Ê, nó bò vô nó ăn tiếp nè. Nó thấy mình quay phim cái nó quay qua nó ngó mình các bạn. Con ladybird nó thấy mình quay phim, nó mắc cỡ, nó ra nó ngó mình, nó coi mình làm gì nó ha. Rồi bây giờ rồi nó vô nó xơi mấy con này tiếp nè. Hy vọng là nó ăn hết giùm cho mình đi. Đó, các bạn thấy cái con trưởng thành không? Cái con trưởng thành là cái con này nè. Nó giống như con bồ hóng vậy ha các bạn ha. Nhưng mà nó nhỏ hơn. Rồi có khi nó đem lùi à. Con này nó nâu nâu. Cái con này á là nhiều anh chị bạn á thích trồng cây trong nhà lắm. Nhưng mà bị cái con nhỏ nhỏ này nè, nó quanh tạc á. Cho nên mấy chị bỏ luôn trồng cây luôn á các bạn. Mấy chị nói xịt kiểu gì cũng hết. Xịt thuốc rửa nước rửa chén với giấm rồi tùm lum hết á, nhưng mà không hết các bạn ơi. Nó tự sanh tự diệt, cho nên là mình cũng chỉ biết rằng là những cái cây này mình đem ra ngoài trời là nó tự cái những con này tự chết à. Cho nên ớt á, xứ lạnh của mình đó các bạn, mình trồng một mùa thôi à, mình không có trồng được mùa thứ hai. Tại vì cái con này nó biến á, trong đất nó biến ra. Dù mình có mua đất xịn cỡ nào xịn cũng bị rồi các bạn. Nó vậy đó. Không diệt, tận diệt nó được. Ăn đi, ăn cho Út Minh thấy coi. Chắc nó no rồi á các bạn, quá nhiều, nó ăn không hết. Ngày nhỏ các bạn, mình ở Việt Nam, nhà mình có làm ruộng. Mình thấy nhiều con bò rùa này lắm nè. Mà mình chỉ biết bắt mình chơi thôi. Tại vì nó ụp lại các bạn, nó giống như con rùa vậy ha. Cái mình nó giống con rùa vậy đó, mình gọi là con bò rùa. Rồi lớn lên thì mình cũng có biết bò rùa, nhưng mà mình không có nghe nói về cái lợi ích của nó. Rồi bây giờ cái mình nhiều lúc mình đọc bài viết của nhiều anh chị đó chia sẻ, nói con bò rùa này á, người ta quay phim được á, nó ăn cái con này dữ lắm. Cho nên hôm nay mình bắt gặp được nó nè. Cái mình muốn chia sẻ cho các bạn cái công dụng lợi ích của con bò rùa luôn. Người ta quay phim hay lắm, thấy nó ăn, còn mình quay nãy giờ mình không thấy nó ăn. Nhưng mà chắc chắn một điều là có con này là sẽ có bò rùa nó tới nó giúp mình à. Vườn nhà mình ít khi nào thấy bò rùa lắm. Bây giờ mình mới thấy nè. Lúc trước mình có thấy một con, mình bắt vô nhà mình rồi nó mất tiêu rồi các bạn. Làm như nó không có hộp ở trong nhà mình hả? Nó trốn ở đâu không biết nữa. Nói chung là mình bắt nó vô để cho nó có con riệp xanh này thì nó cắn cho mình. Mà chắc nhà trong nhà mình không có riệp xanh á, cho nên nó bay đi mất tiêu. Lúc mình mở cửa nó bay đi mình cũng không biết nữa. Bây giờ mình thấy ngoài trời nè. Cho nên á, mình chia sẻ cho các bạn cùng biết cái lợi ích của con bọ rùa. Ý nó ăn thiệt các bạn ơi, mình thấy nó ăn á. Nó bắt từng con nó ăn các bạn, chứ nó không ăn lia lịa như ở trong cái video mình coi ở trên mạng. Chắc người ta cắt ghép phim á làm lia lịa. Chứ ở đây mình thấy nó ăn có từng con một à. Có ăn các bạn ơi, nó ăn thiệt. Để mình quay cho các bạn coi. Ôi sao nó quay đầu ra rồi. Nó quay đầu ra rồi. Nó không quay đầu vô nữa đi. Nó có ăn, mình có thấy. Ý nó bắt nó ăn nè. Ý nó bắt nó ăn nè các bạn. Ý mình thấy nó bắt nó ăn nè các bạn ơi. Nhiều lắm, quá chừng nhiều luôn. Đâu mất rồi? Nó đâu rồi? Mình quay nó mờ.
Hồi nhỏ Minh với em Minh hay bắt con bọi rùa này chơi lắm, điếm chấm ở trên người nó nữa chứ. Mà lúc đó đâu có biết, đâu có khoa, không có thông tin nói về con bọi rùa cái, bọi rùa đực gì hết. Mình chỉ thấy nó đẹp thôi à. Với lại nó hiền nữa, nó không có cắn mình. Cho nên là hai anh em, hai chị em Minh hay bắt chơi lắm. Tuổi thơ dữ dội mà, đâu có gì chơi đâu các bạn. Thời Minh không có đồ chơi đó, thời Minh là đi bắt con này con kia chơi vậy đó. Có những con sâu nó đẹp, thiệt đẹp luôn các bạn. Mà sâu đẹp thì thành bướm đẹp. Đó, các bạn ơi, cái cánh con bọi rùa nó đối xứng nha các bạn nha. Minh nhìn kỹ rồi, nó bên này một chấm thì bên kia một chấm, bên này ba chấm thì bên kia ba chấm. Nó đối xứng ghê ha. Ngộ ghê luôn nè. Cưng quá chừng cưng luôn á các bạn ha. Thôi mình giới thiệu với các bạn về con bọ rùa như vậy đó. Hẹn các bạn trong video sau nha. Thấy đồ ăn cho gà về mà chưa cho ăn, nó còn hai cái thùng. Mưa.